xin kính chào anh em tiếp đón tới thêm một clip nữa của kẹo mềm. Ngay clip này kẹo mềm sẽ giới thiệu chuyên biệt về thằng Honda Winner này. Thì như anh em được biết là trên thị trường rất nhiều người bán, nhiều anh em đã từng bán cái thằng Honda Winner này rồi, nhưng ở đây kẹo mềm muốn khẳng định cái chất lượng của nó ở giá, ở cái vị thế giá cả là tập trung thì nó xài rất là được. Chính ngay bản thân của kẹo mềm đã từng test và sử dụng nên mình cũng đã tin tưởng vào nó, và sau này nó sẽ có những cái loại tầm cao khác, khá cao khác, ví dụ như cành đô tha hoặc cành mỹ, cành USA hay là những loại cành khác, thì kẹo mềm sẽ giới thiệu cho anh em ở những cái clip khác. Và bây giờ clip này kẹo mềm sẽ cho anh em xem khương và cho anh em xem khương và xăm kẹo cho anh em, và sẽ xăm kẹo cho anh em xem để anh em được biết là nó như thế nào. Thì thông thường á, và nó sẽ có một vấn đề như thế này ha anh em, xăm kẹo á thì nó chưa chắc là nó lên được điều gì, nhưng để cho mình nhìn thấy là có cái khương nào nó bị dập, bị mẻ, bị tét hay không, mình kiểm tra sơ qua bằng viên kẹo là như thế. Chứ thực chất nếu như là nó đã bị mẻ, mình xăm vô nó đã bị mẻ khương, mà mình thấy có một cái lõm không đều, nó bị mẻ khương hoặc bị dập khương rồi, thì thường là cái cạnh đó nó không đạt chất lượng nữa. Nhưng đó là kiểm tra sơ qua bằng mắt thường thôi. Còn thực chất anh em cứ gác lên trên cái gùi của mình, anh em bấm để kiểm tra, thì đến lúc đó là anh em biết được chính xác nó như thế nào. Còn ở đây bên kẹo mềm bán là chỉ có ship code, bán ship code hoặc chuyển khoản tùy anh em, ship code nhưng không kiểm ha, giao tới tay cho anh em trên mọi miền tổ quốc đó. Anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình rồi mình sẽ gửi cho anh em, chắc chắn là phải cọc, anh em mua thì anh em phải cọc thẻ. Còn mua bán lâu dài, làm ăn lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai mà mình hở cái bán, mà thật sự ra với anh em hiểu như thế này, lừa đảo á thì chỉ có những người sống không ngay thẳng thì người ta mới lừa thôi. Còn ở đây anh em mua hàng bên kẹo mềm, lỗi đổi 100%, xin hứa với anh em điều đó. Nếu anh em không tin có thể kết bạn Zalo, tôi sẽ gửi nhiều hình ảnh mà tôi đã bán cho nhiều anh em và phản hồi, gọi là feedback lại rất là tốt. Bây giờ mình sẽ xem khương. Thằng này có choker là 2 phân, một cái bỏ qua bên. Anh em nhìn hoa rất là đẹp nha. Choker là 2 phân anh em ha, đẹp này cái. Em sẽ cho anh em xem khương 3 cây. Đó. Rất đẹp anh em ha. Bây giờ sẽ xăm kẹo cho anh em. Anh em xem thêm cây nữa là xăm. Anh em nhìn khương xa này, thấy chưa? Còn đây khương gần này. Đó. Bây giờ sẽ xăm kẹo cho anh em xem ha. Cành này á thì kẹo mềm sẽ bao cho anh em là 80 mét. Từ cái kẹo vô ha. Về gần tới cuối bắt đầu nặng dần. Bây giờ mình sẽ đánh giá viên kẹo. Anh em nhìn từ đầu cánh này, anh em thấy đều không? Rất đều đúng không?
bớt xuống món bắt tiêu rồi, bắt đầu mình xong lại bên bớt. Không, kẹo bên kẹo mềm bán, kẹo bên bên mình bán cho anh em á, rất là mềm nha. Nó mềm thì nó mới tăng được tuổi thọ của cái cành. Chưa xong anh em ha. Nó mềm thì nó mới tăng được cái tuổi thọ của cái cành lên được. Chứ không phải là mình xài 2 năm 3 cái. Mà cái này mình sử dụng kẹo mềm để làm gì? Để cho nó tăng được cái tuổi thọ, mình đỡ tốn tiền về sau. Đeo cái bao tay này khó nhét quá. Rồi, xin chào anh em.